Vụ 6 người Việt ra đi mãi mãi tại khách sạn Thái Lan, một trong số đó là makeup artist nổi tiếng. Người thân quen, bàng hoàng, không tin, đó là sự thật. Chiều tối ngày 16 tháng 7, truyền thông Thái Lan đưa tin 6 người Việt đã bị phát hiện tử vong trong một khách sạn cao cấp nổi tiếng thuộc khu Ratchaburi, Bangkok. Qua điều tra bước đầu, đây được cho là một vụ đầu độc. Danh sách nạn nhân bao gồm bà SC, 55 tuổi, bà NTBL, 47 tuổi, bà NTB, 46 tuổi, ông DVH, 55 tuổi, ông BTH, 49 tuổi và ông TDB, 37 tuổi. Trong đó có 4 người mang quốc tịch Việt Nam và 2 người mang quốc tịch Mỹ. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, cộng đồng mạng bàng hoàng nhận ra một trong số 6 nạn nhân là make-up nổi tiếng tại Đà Nẵng, thường hợp tác với các hoa hậu, á hậu và MC hot tại Việt Nam. Nhiều người đã tìm vào trang Facebook cá nhân của người này và phát hiện ra anh có đăng tải hình ảnh quán ăn tại Thái Lan vài ngày trước. Bên dưới, nhiều bạn bè vẫn cầu trời rằng đây không phải sự thật, hy vọng có sự nhầm lẫn chứ không phải là anh. Theo thông tin từ phía cơ quan điều tra Thái Lan, trong phòng khách sạn, giới chức tìm thấy 6 đĩa đồ ăn Thái còn nguyên. Ngoài ra còn có 6 cốc đồ uống, 5 cốc trên khay, 1 cốc trên bàn và ở bên dưới còn cặn. Tất cả đồ uống đã được uống hết. Tại hiện trường không hề có sự xáo trộn và trên các nạn nhân cũng không có vết thương rõ ràng. Khi nhân viên dọn phòng kiểm tra, cửa bị khóa từ bên trong và phải mở từ cửa hậu. Hiện trường cũng không có dấu hiệu bị cướp hay hành hung. Giới chức Thái Lan ban đầu nghi ngờ 6 người này đã tiêu thụ chất gì đó và có thể còn người Việt thứ 7 vẫn chưa được xác định danh tính. Đội điều tra của Thái Lan đã phối hợp với đại sứ quán kiểm tra tất cả hành lý trong phòng, tìm người thân hoặc phiên dịch đến để dịch các tài liệu tìm thấy trong vali của họ. Hiện tại, dựa trên các bức ảnh, móng tay và móng chân của các nạn nhân dường như sẫm màu. Khả năng cao họ đã ra đi vào khoảng 24 giờ trước khi được phát hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin hot nhất liên quan đến vụ việc.